chiều 14 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Trọng Đăng 1983, giáo viên trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, thôn Gia Nang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, 8 năm, 6 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo hội đồng xét xử, khoảng 18 giờ tối 19 tháng 12 năm 2018, sau khi nhậu kết thúc tại trường, bị cáo Hồ Trọng Đăng lái xe máy về nhà. Khi đến tổ 7, thị trấn Chiêu Ti, huyện Đức Cơ thì gặp gỡ em N. Tờ, tờ, L. Đang ngồi trước cổng nhà. Thấy vậy, Đăng vừa quải và nhờ em N. Tờ, tờ, L ngồi lên xe để chỉ đường đến trung tâm y tế huyện Đức Cơ và được em L. Đồng ý. Bị cáo Hồ Trọng Đăng tại phiên tòa. Đăng chở em N. Tờ, tờ, L đến phía sau trung tâm y tế huyện Đức Cơ đã khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm bất chấp sự phản kháng của em tờ. Tờ, tờ, L. Gia đình em N. Tờ, tờ, L thấy em L. Đi lâu không trở về liền báo công an. Đến khi thi đăng chở em N. Tờ, tờ, L trở về nhà thì bị gia đình giữ lại. Công an huyện Đức Cơ tóm giữ người này sau đó. Đơn vị này cũng khởi tố Đăng về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã rút biển sơ để điều tra và thay đổi quy phái tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại phiên tòa, bị cáo Đăng chỉ thừa nhận hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định, dù rằng việc giao cấu chưa diễn ra, nhưng xét thấy hành vi của bị cáo là đe dọa dùng vũ lực để uy hiếp nhằm giao cấu với nạn nhân. Đồng thời khi thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân mới 13 năm 10 tháng tuổi nên không đủ tài năng tự vệ. Chính vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân kết luận Hồ Trọng Đăng đã cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hội đồng xét xử cùng nhận định việc truy tố bị cáo Hồ Trọng Đăng về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi là đúng người, đúng tội nên đã tuyên án như trên.